Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bào Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Thành phố Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64 km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh. Địa giới hành chính thành phố Long Khánh, đông giáp huyện Xuân Lộc, tây giáp huyện Thống Nhất, nam giáp huyện Cẩm Mỹ, bắc giáp huyện Định Quán.